Như thông tin Vietjet Moment đã đưa, vòng 3 Rap Việt đã chính thức ghi hình vào ngày 11, 12 và vừa kết thúc vào rạng sáng nay. Có thể vài ngày tới, kết quả sẽ lại được leak trên khắp mạng xã hội. Còn riêng chúng tôi dự đoán Milo Dick và Lil Grazer sẽ được cứu bằng nón vàng để vào chung kết. Thông tin bản đấu vòng 3 chúng tôi đã post vào video trước, nếu các bạn chưa xem có thể tham khảo lại. Còn theo dự đoán của các bạn thì ai sẽ vào chung kết? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Ta thấy tên tao ở trên sân khấu, ta thấy tên tao ở trên bảng hiệu, ta thấy tên tao ở trên mặt báo, ta thấy tên tao trong sách giáo khoa, ta thấy tên tao ở trên sân khấu, ta thấy tên tao ở trên bảng hiệu, ta thấy tên tao ở trên mặt báo, ta thấy tên tao trong sách giáo khoa. Ta đã ghi lại tuổi trẻ, có hình ảnh của tụi bay. Ta đã sống với nhiệt huyết, với niềm vui to đông đầy. Mấy thằng hay đồ nó thấy, nhưng mà tao đâu có care. Dù nhà tao hay cách mấy, thì anh em tao phải nghe. Đầu tiên là lo cho gia đình, thứ hai là sống theo ý mình, thứ ba là một ngày trong tuần mua được căn nhà ở Phú Nhuận. Tao sẽ có được tất cả nếu mà tao biết cố gắng. Thằng con duy nhất ở trong nhà, nhìn mình trong gương và nói. Cho tao 10 năm về.